Kính chào quý vị đến với chương trình tọa đàm chủ đề tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội. Chương trình được phát sóng trên kênh TTV11 Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị khán giả, ma túy là hiểm họa của toàn xã hội. Đây là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm liên quan khác như trộm, cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích hay giết người, gây ra những hệ lụy khôn lường đến mọi mặt đời sống xã hội, làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Và hiện nay không chỉ xuất hiện ở khu vực thành thị, tội phạm và tệ nạn về ma túy xuất hiện ngày càng nhiều ở khu vực nông thôn với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và trở thành vấn nạn nhức nhối của toàn xã hội. Xác định tội phạm ma túy là nguồn cơn của nhiều loại tội phạm khác. Thời gian qua, các lực lượng chức năng, trong đó Công an tỉnh Tây Ninh là lực lượng nòng cốt, luôn nỗ lực tập trung, đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với loại tội phạm này nhằm phấn đấu kéo giảm các loại tội phạm về trật tự xã hội, từ đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Và chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ Trung tá Hoàng Minh An, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh. Xin được giới thiệu Thiếu tá Hoàng Bảo Trung, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Tân Biên. Xin được cảm ơn quý vị khách mời đồng ý tham gia chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi một đoạn phóng sự ngay sau đây. Giữa tháng 3 năm 2023, Công an huyện Tân Châu bắt 14 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke thuộc ấp 2 xã Suối Ngô, huyện Tân Châu. Các đối tượng này đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 2 đĩa sứ, 1 thẻ ATM, 1 thẻ từ, 3 bịch chứa tinh thể rắn nghi ma túy và một số vật dụng. Test nhanh 14 đối tượng cho kết quả dương tính với ma túy. Cùng thời gian này, công an xã Tân Trung, huyện Tân Châu bắt giữ 7 đối tượng là người dân tộc. Sau khi nhậu xong, cả nhóm mua ma túy mang về nhà cùng nhau sử dụng thì bị bắt. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện quản lý 1.764 người nghiện, 1.210 người sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có hơn 1.170 người có mặt ở cộng đồng. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện bắt giữ hơn 74 vụ, 124 đối tượng liên quan đến ma túy, xử phạt hành chính 56 đối tượng với số tiền gần 100 triệu đồng, trong đó tập trung vào các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, đối tượng phạm tội về ma túy liên quan đến giới trẻ chiếm phần không nhỏ. Tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, tiềm ẩn phức tạp vì những nơi này thường kín đáo. Chính vì vậy, các đối tượng mua bán sử dụng trái phép chất ma túy thường lợi dụng để hoạt động phạm tội. Ngành rà soát, thống kê đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, điều trị thay thế bằng methadone. Quản lý sau cai nghiện và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và thường xuyên tiến hành tuyên truyền cũng như là răn đe đối với người sử dụng trái phép ma túy để giúp họ từ bỏ không sử dụng ma túy, tiến hành kiểm tra các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ như các cái quán bar, các cái club, các quán dom, các karaoke, khách sạn và các nhà cho thuê nguyên căn, để nhằm ngăn ngừa không để cho các cái tội phạm ma túy lợi dụng để hoạt động phạm tội về ma túy, cũng như tăng cường công tác hợp tác với các cái lực lượng chức năng như hải quan, biên phòng trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trên địa bàn tuyến biên giới, cửa khẩu nhằm ngăn chặn tình trạng ma túy thẩm lậu từ Campuchia vào địa bàn Tây Ninh. Song song các giải pháp trên, lực lượng chức năng tổ chức triển khai thực hiện ký cam kết về trách nhiệm quản lý địa bàn, tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, có biểu hiện liên quan đến tội phạm ma túy và duy trì phát huy hiệu quả hoạt động tuần tra kiểm soát địa bàn trên tuyến giao thông. Địa bàn giáp ranh góp phần phát hiện, bắt giữ, xử lý đối tượng phạm tội về ma túy trên địa bàn. Riêng người dân cũng ý thức phòng tránh bằng cách làm riêng của mỗi người. Trước tiên tôi là một người dân, tôi vận động con em mình, cháu mình không nên tham gia nhiều người ma túy, xa lánh những bạn bè xấu để đừng ảnh hưởng đến gia đình. Nếu mà tôi có phát hiện một người nào đó xài những cái chất cấm chẳng hạn thì tôi sẽ báo cho chính quyền địa phương hoặc công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn. Với sự hỗ trợ giúp sức ủng hộ từ người dân trong công tác phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật về ma túy, lực lượng công an Tây Ninh sẽ tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực này, trong đó tập trung đối với nhóm người trẻ tuổi nhằm phòng ngừa giảm tác hại cũng như hệ lụy xấu phát sinh từ ma túy. Vâng.
Qua đoạn phóng sự ngắn vừa rồi, đôi phần đã vẽ nên bức tranh toàn cảnh về công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy của lực lượng công an Tây Ninh thời gian qua. Và để biết rõ hơn về công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, được lực lượng công an Tây Ninh triển khai như thế nào, sau đây mời quý vị khán giả sẽ cùng đến với phần trao đổi giữa chúng tôi cùng với Trung tá Hoàng Minh An, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh và Thiếu tá Hoàng Bảo Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Tân Biên. Và kính thưa quý vị, câu hỏi đầu tiên xin được dành cho Trung tá Hoàng Minh An. Xin đồng chí cho biết là tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay được triển khai như thế nào ạ? Trong năm 2023 thì Công an tỉnh Tây Ninh tập trung đánh mạnh đấu tranh làm tan rã các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, chủ yếu từ Campuchia vào Việt Nam đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh. Những cái đường dây này thì được đặt dưới sự chỉ đạo điều hành trực tiếp từ các cái công đoạn vận chuyển ma túy ở khu vực cửa khẩu về khu vực Tam Giác Vàng từ thành phố về Phnom Penh, Campuchia, rồi tập kết và ngụy trang ma túy trong các cái hàng hóa nhập lậu. Sau đó thì ma túy được vận chuyển đến khu vực biên giới giáp với Việt Nam, tập kết bằng hình thức mang vác ma túy theo các cái đường mòn lối mở trên các cái tuyến biên giới và nội địa đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, và chúng tiếp tục sử dụng các cái phương tiện như xe ô tô để vận chuyển ma túy từ cửa khẩu Tây Ninh về thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Thì đến nay tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới thì cơ bản đã được kiểm soát. Tình hình công nội địa thì lực lượng công an Tây Ninh cũng đã tập trung đấu tranh mạnh với các cái điểm tụ điểm phức tạp về ma túy, nhất là các hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cái cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke, nhà nghỉ, và gần đây là các đối tượng thì có xu hướng là thuê các căn nhà nguyên căn, nhà riêng lẻ để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thì ngoài ra tình hình mua bán sử dụng các loại như thuốc lá điện tử, bóng cười hay gọi là khí cười, tên khoa học có tên là khí N2O, thì tại các cái cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, các cái dịch vụ nhạy cảm hoặc các cơ sở kinh doanh cá hình dưới dạng là các cái quầy club có sử dụng các cái nhạc mạnh có quy mô thu hút đông người tham gia, thì chủ yếu là các cái giới trẻ, thì tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, về tệ nạn ma túy và các cái hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Thì trong năm 2023 thì Công an tỉnh Tây Ninh cũng đã phát hiện và xử lý hành chính đối với 9 điểm mua bán các loại thuốc lá điện tử và khí N2O và bóng cười, và đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là trên 150 triệu đồng. Thì ở Việt Nam trong cái thời gian vừa qua thì các lực lượng chức năng cũng đã phát hiện nhiều vụ các đối tượng phun tẩm các cái chất ma túy gây ảo giác, kích thích cho người dùng thuốc lá điện tử, gây ra những cái hệ lụy khôn lường cho xã hội. Thì trong năm qua thì Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng đã triệt phá được các cái chuyên án, các đường dây bắt giữ các đối tượng pha chế tẩm ma túy vào trong thuốc lá điện tử để bán ở trên mạng xã hội. Thì tuy ở Tây Ninh thì chưa phát hiện được các cái trường hợp nào mà như trên, nhưng vẫn có nguy cơ tiềm ẩn, nhất là đối với các đối tượng thường xuyên mua bán thuốc lá điện tử có tẩm ma túy trên mạng xã hội với những cái lời quảng cáo là không gây nghiện, không gây hại cho sức khỏe. Thì nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất đó là các em trong các độ tuổi vị thành niên, học sinh, sinh viên. Thì do đó thì các gia đình cần quan tâm cũng như kiểm tra con em mình, phối hợp chặt chẽ với gia đình và nhà trường thường xuyên tuyên truyền, giáo dục quản lý chặt chẽ nhằm ngăn chặn học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về ma túy và có kỹ năng, biện pháp để phòng ngừa hiệu quả. Dạ vâng, thưa đồng chí, chúng ta biết là mức xử phạt đối với loại tội phạm về ma túy thì không hề nhẹ. Vậy thì tại sao trong thời gian qua vẫn có sự gia tăng ạ? Thì đối với tội phạm ma túy hiện nay thì hầu hết cái mức khung hình phạt cao nhất là tử hình. Thì tuy nhiên do cái lợi nhuận từ cái hoạt động sản xuất cũng như mua bán và vận chuyển các ma túy là vô cùng lớn, thì một số đối tượng thì vẫn bất chấp để thực hiện các hành vi phạm tội. Đồng thời thì hiện tại thì áp lực từ các tội phạm ma túy từ bên kia biên giới thì ngày càng lớn, thì trong đó tỉnh Tây Ninh là nằm trên cái tuyến biên giới phía Tây Nam giáp với Campuchia,
là một trong những cái tuyến trọng điểm về ma túy của Việt Nam, với cái đường biên giới dài và có nhiều cửa khẩu phụ, có nhiều đường mòn lối mở và đường tiểu ngạch phức tạp. Thì lợi dụng các cái đặc điểm này thì các đối tượng phạm tội sẽ tập kết hàng hóa về các cái kho bến bãi, rồi các cái hàng hóa nhập lậu sẽ được trà trộn với ma túy với cái số lượng lớn, sẽ được tập kết dọc theo các tuyến biên giới của địa bàn tỉnh Tây Ninh. Từ đó sẽ trung chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam và địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đồng thời với chính sách thông thoáng về giao thương thì người dân địa phương trên tuyến biên giới thì thường xuyên qua lại trao đổi buôn bán, rất dễ bị các đối tượng phạm tội về ma túy lợi dụng hoạt động, khiến cho việc kiểm soát ma túy thẩm lậu qua biên giới thì ngày càng gặp nhiều các khó khăn và thách thức. Dạ vâng, vậy thì không biết là tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Tân Biên từ đầu năm đến nay như thế nào ạ? Thưa Thiếu tá Hoàng Bảo Trung. Trong năm 2023, trên địa bàn huyện Tân Biên thì người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy thì được kéo giảm. Đã công an huyện thì chủ động phát hiện bắt giữ là 15 vụ, 37 đối tượng vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự về ma túy. So với cùng kỳ năm 2022 thì giảm 3 vụ, tuy nhiên là tăng 5 đối tượng. Thì qua công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện Tân Biên cho thấy các đối tượng phạm tội về ma túy 100% là các đối tượng nghiện ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy. Phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Để có tiền sử dụng ma túy, một số đối tượng nghiện, đối tượng sau khi cai nghiện trở về địa phương, đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy để thu lợi bất chính nhằm thỏa mãn cơn nghiện. Thời gian gần đây là nổi lên tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng phạm tội là các đối tượng nghiện sử dụng trái phép chất ma túy, rủ nhau hùng tiền mua ma túy về tụ tập tại nơi ở để tổ chức cho nhau sử dụng trái phép chất ma túy. Phần lớn người nghiện chất ma túy trên địa bàn huyện Tân Biên là ở độ tuổi thanh thiếu niên, không có nghề nghiệp. Loại ma túy đối tượng sử dụng là ma túy tổng hợp, tức là ma túy đá. Dạ vâng, thưa Thiếu tá, vậy thì công tác đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội được công an huyện Tân Biên của mình triển khai như thế nào và kết quả đạt được trong thời gian qua là như thế nào ạ? Năm 2023, công an huyện đã tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó đã chỉ đạo đội cảnh sát ma túy phối hợp với công an các xã thị trấn rà soát lên sách các đối tượng trọng điểm cần phải tập trung đấu tranh. Đã tập trung đánh mạnh, kiên quyết xử lý các đối tượng trọng điểm, cộng cán ngay từ khi manh nha hình thành, không để hình thành điểm nóng phức tạp về ma túy trên địa bàn. Thì qua đó đã bắt xử lý được 15 vụ, 37 đối tượng. Qua điều tra đã khởi tố 15 vụ, 37 bị can. Tuy số vụ triệt xóa trên địa bàn tuy có giảm so với cùng kỳ là 3 vụ, nhưng đã bắt xử lý số bị can nhiều hơn năm 2022 là 5 bị can. Nhiều đối tượng cộng cán qua điều tra đã khởi tố được nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự với mức án xử lý rất cao, mang tính răng đe, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Vâng, xin được cảm ơn Thiếu tá Hoàng Bảo Trung. Và thưa quý vị khán giả, năm 2023, lực lượng công an Tây Ninh triệt phá nhiều vụ án về ma túy. Nổi bật hơn cả là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng với các đơn vị liên quan triệt phá chuyên án, thu 180kg ma túy các loại. Và ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng nhau theo dõi phóng sự ngắn. Manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng truy bắt. Đó là đặc trưng của tội phạm ma túy. Khi mặc dù đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm, nhưng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an Tây Ninh đã ghi dày thêm thành tích khi vừa triệt phá một chuyên án mới đây nhất, thu giữ hàng trăm ký ma túy. Trong đó, vụ vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ là một điển hình. Theo cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, vào cuối tháng 12 năm 2022, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng nhận định có một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia, móc nối với các đối tượng ở nước ngoài để đưa ma túy vào Việt Nam tiêu thụ. Xác định tính chất phức tạp của vụ án, chuyên án được thành lập. Gần hơn 6 tháng theo dõi, đeo bám các đối tượng, ngày 24 tháng 5 năm 2023, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an Tây Ninh phối hợp các đơn vị liên quan đã tiến hành bắt đột kích các điểm ở Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh, lần lượt bắt giữ 6 đối tượng cùng tang vật hơn 180kg ma túy các loại. Ghi nhận những đóng góp thành tích ấy, sáng ngày 29 tháng 5, tại hội trường công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đã biểu dương khen thưởng chiến công vang dội mà lực lượng công an Tây Ninh đã dày công triệt phá. Mà ở nhiều đợt tấn công có phần kéo dài các loại tội phạm nghiêm trọng,
và đặc biệt là trong việc đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Và đã có 6 chuyên án về đấu tranh phòng chống ma túy đã được lập ra và chúng ta đã đều triệt phá thành công cả 6 chuyên án. Các đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước Campuchia về Việt Nam tiêu thụ thường lợi dụng địa bàn tỉnh Tây Ninh làm nơi trung chuyển. Theo hồ sơ chuyên án đặc biệt này, đường dây do các đối tượng người Việt trong nước móc nối với người nước ngoài, sau đó lợi dụng hoạt động vận chuyển hàng hóa, chúng cất giấu ma túy và các loại hàng hóa thông thường như bánh kẹo, mỹ phẩm, quà tặng nhằm tránh bị phát hiện. Trước sự phức tạp, tinh vi đó, phải nói rằng là chúng ta rất là buông kéo, rất là nhạy cảm, rất là quan trọng, thiết lập các chuyên án này. Đối với công an tỉnh nhà, chúng ta có sự phối hợp rất nhịp nhàng giữa là các lực lượng và các địa phương với nhau, và chúng ta làm tốt công tác nghiệp vụ. Điều này cho thấy rằng cái năng lực và cái trách nhiệm của lực lượng công an nói chung và các đơn vị trực tiếp tham gia phải nói là rất cao, chúng tôi đánh giá cao. Thì giữa công an tỉnh với các lực lượng viện kiểm sát, tòa án và các cơ quan chức năng sẽ phối hợp chặt chẽ hơn, thực hiện hiệu quả hơn trên lĩnh vực phòng chống tội phạm nói chung. Chuyên án tôi cho rằng là được điển hình trong sự lãnh đạo thống nhất, tập trung của ban giám đốc và tinh thần quyết tâm quyết liệt của các lực lượng tham gia. Đằng sau những thành công của mỗi chuyên án là biết bao vất vả, khó khăn và sự hy sinh thầm lặng không nói hết thành lời. Mặc dù tội phạm luôn thay đổi phương thức, thủ đoạn, địa bàn hoạt động nhằm trốn tránh sự phát hiện, bắt giữ của cơ quan chức năng, nhưng sự ma mạnh của chúng vẫn không thể qua được sự sắc bén, tinh thông về nghiệp vụ, ý chí quyết tâm tấn công tội phạm ma túy của các chiến sĩ công an Tây Ninh, cũng như sự phối hợp nhịp nhàng của các ban ngành, đoàn thể và tinh thần cảnh giác cao độ của quần chúng nhân dân. Lần lượt từng băng nhóm, đường dây tội phạm bị bóc gỡ. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy là sự nỗ lực quyết tâm không khoan nhượng của lực lượng công an Tây Ninh trong cuộc chiến với ma túy. Và xin mời đồng chí Hoàng Minh An sẽ chia sẻ về công tác phối hợp giữa công an Tây Ninh với các đơn vị nghiệp vụ khác được thực hiện ra sao để đạt được kết quả cao và tạo được tiếng vang trong lực lượng công an nhân dân ạ. Các đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam thì hoạt động rất là tinh vi. Chúng cấu kết với các cái đối tượng là người Việt sinh sống tại Campuchia. Các đối tượng thường xuyên qua lại khu vực biên giới và các đối tượng sống ở nhiều địa phương khác nhau để thành lập một cái đường dây vận chuyển ma túy khép kín hoạt động ở Campuchia và nhiều tỉnh thành khác nhau. Thì có sự phân công rõ ràng từng công đoạn cho các cái đối tượng trong các đường dây. Do đó, để phát hiện và đấu tranh triệt phá với đường dây này thì trước tiên là cần phải có sự chỉ đạo quyết liệt từ phía ban đốc công an tỉnh, sự phối hợp giữa các cái lực lượng công an trong tỉnh và công an các tỉnh, thành phố lân cận giáp ranh, sự phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, lực lượng hải quan và biên phòng và các cái cơ quan, đơn vị ngoài ngành, bằng sự hợp đồng tác chiến hiệu quả giữa các lực lượng, tinh thần dũng cảm và quyết tâm đấu tranh đối với tội phạm về ma túy thì cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã bắt giữ thành công các đối tượng trong các đường dây, thu giữ lượng lớn ma túy và các tang vật khác có liên quan. Dạ vâng ạ, được biết là Bộ Công an có thư khen gửi Công an tỉnh Tây Ninh trong việc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh và một số đơn vị liên quan khác trong việc triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Vậy thì không biết là công tác động viên và khen thưởng này thì có ý nghĩa như thế nào đối với cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng và Công an tỉnh Tây Ninh nói chung ạ? Có thể nói thì đây là cái niềm vinh dự, là tự hào, là sự công nhận cho những cái nỗ lực phấn đấu của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an tỉnh Tây Ninh nói riêng và Công an tỉnh Tây Ninh nói chung. Thì đây là một cái động lực to lớn để cán bộ chiến sĩ trong đơn vị phấn đấu quyết tâm lập được nhiều cái chiến công hơn nữa trong cái thời gian tới nhằm đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Dạ vâng. Thưa đồng chí, thì đối với lực lượng công an Tây Ninh thì công tác động viên khen thưởng đối với các cán bộ chiến sĩ và tập trung đẩy mạnh học tập cũng như là quan tâm thực hiện chính sách đối với những tấm gương cán bộ chiến sĩ công an đã dũng cảm và không quản ngại những hiểm nguy, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, làm nhiều việc tốt được triển khai trong thời gian qua như thế nào ạ? Công tác khen thưởng thì luôn được công an tỉnh quan tâm.
nhằm động viên, khích lệ, tuyên dương đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm về ma túy. Thì trong năm 2023, thì lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng đã được Chủ tịch nước vinh danh tại cái chương trình tôn vinh điển hình tiên tiến trong phòng chống ma túy vào ngày 14 tháng 6 năm 2023. Nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia thì khen thưởng trong cái công tác đấu tranh đối với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới. Đồng thời và cũng trong ngày 29 tháng 6 năm 2023 thì Công an tỉnh Tây Ninh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cái chương trình tôn vinh điển hình tiên tiến và hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy tháng 6 năm 2023. Thì đã có hơn 400 lượt đại biểu tham dự. Tại hội nghị thì cũng đã vinh danh hơn 31 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh. Dạ vâng, xin được cảm ơn đồng chí. Vâng, thưa quý vị, luật an ninh quốc gia, luật công an nhân dân đều khẳng định vận động quần chúng là một trong 7 biện pháp của công tác công an để công an nhân dân hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Vậy thì thời gian vừa qua, lực lượng công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai biện pháp như thế nào để có thể huy động được sức dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy ạ? Hàng năm thì công an tỉnh đã thực hiện công tác dân vận và chuyển hóa các địa bàn phức tạp, trọng điểm về ma túy. Qua đó thì tích cực nắm bắt tình hình trong quần chúng nhân dân và với phương châm là lắng nghe dân nói cho dân hiểu và làm cho dân tin, rồi đồng thời tổ chức tuyên truyền pháp luật, vận động quần chúng nhân dân để nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức triệt xóa các cái điểm tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn để ổn định tình hình về an ninh trật tự tại địa phương, tạo tinh thần đồng thuận và sự hưởng ứng của nhân dân, từ đó đẩy mạnh cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Thì đồng thời thì công an tỉnh cũng tập trung tổ chức các cái tuyên truyền về tác hại của ma túy cũng như kỹ năng phòng chống ma túy trong học sinh, sinh viên và người dân tại các cái xã biên giới, công nhân tại các cái khu công nghiệp để nâng cao cái khả năng nhận diện tội phạm ma túy trong người dân. Từ đó thì nâng cao cái vai trò tích cực của người dân trong việc cung cấp các thông tin tố giác tội phạm cho các lực lượng chức năng. Dạ vâng, thưa Thiếu tá Hoàng Bảo Trung, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định quan điểm là sức mạnh của công an nhân dân bắt nguồn từ mối liên hệ, sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực của nhân dân. Nhân dân là cội nguồn sức mạnh của sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Vậy thì trong thời gian vừa qua, lực lượng công an địa phương đã có những hành động thiết thực như thế nào để tạo lập được mối liên hệ kháng khích với người dân, để nhân dân trở thành lực lượng đắc lực, hỗ trợ công an trong đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội ạ? Thì hàng năm, công an huyện Tân Biên thì có xây dựng cái kế hoạch để nâng cao hiệu quả trong cái công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện, đã phối hợp với ban ngành, đoàn thể các xã thị trấn đến từng hộ gia đình người nghiện để vận động gia đình cung cấp cái số điện thoại, thông tin người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy nhằm phối hợp quản lý, vận động người dân tham gia cung cấp thông tin về tình hình liên quan đến tội phạm, an ninh trật tự nói chung, tình hình về tệ nạn tội phạm về ma túy nói riêng. Dạ, vậy thì để mình nâng cao vai trò của người dân trong đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, cũng như là huy động lực lượng quần chúng nhân dân cùng nhau tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, thời gian qua thì công an huyện Tân Biên đã có những hoạt động cụ thể nào ạ? Thì công an huyện đã có những cái hoạt động rất là cụ thể, như là niêm yết cái đường dây nóng của trực ban công an huyện, số điện thoại cá nhân của đồng chí trưởng công an huyện tại trụ sở công an các xã, thị trấn, các địa điểm công cộng. Ngoài ra còn in các tờ rơi có số điện thoại của trực ban công an huyện nhằm thuận lợi cho người dân kịp thời cung cấp các thông tin có liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, kịp thời triệt xóa các đối tượng, các điểm phức tạp về ma túy, không để là gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Dạ vâng, trong quá trình thực hiện các giải pháp đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, thì lực lượng công an huyện Tân Biên đã có những khó khăn và thuận lợi ra sao và cũng đã có những hành động thiết thực như thế nào để gỡ những cái vấn đề khó khăn đó ạ? Thì về khó khăn thì các đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy thì hoạt động ngày càng là kín kẽ, tinh vi, xảo quyệt nhằm che giấu hành vi hoạt động phạm tội của chúng. Ngoài ra thì các đối tượng này rất manh động, đa số đều có chuẩn bị vũ khí, công cụ hỗ trợ để chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện bắt giữ. Thì Tân Biên có đặc thù là huyện có đường biên giới dài, nhiều đường mòn lối mở mà tội phạm ma túy có thể lợi dụng thẩm thấu ma túy từ Campuchia vào Việt Nam. Thì tuy nhiên hiện nay lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy của công an huyện là rất là mỏng so với tình hình của địa bàn.
Tuy nhiên thì được cái thuận lợi là công tác phòng chống tội phạm tệ nạn ma túy là luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, lãnh đạo của chính quyền và sự ủng hộ của quần chúng nhân dân. Do vậy thì thời gian qua lực lượng phòng chống ma túy của công an huyện luôn thực hiện tốt được cái nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Dạ vâng, sự ra đời của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có ý nghĩa ra sao trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về ma túy và tệ nạn xã hội, và đặc biệt hơn hết là thời gian qua phong trào này đã được lực lượng công an huyện triển khai tại địa phương mình như thế nào ạ? Thì sự ra đời của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nghĩa rất là quan trọng trong công tác đấu tranh trấn áp với tội phạm về ma túy như là tệ nạn xã hội. Có thể khẳng định cái lực lượng quần chúng có vai trò rất là quan trọng, là cánh tay nối dài của lực lượng công an. Lực lượng quần chúng rộng khắp có thể hỗ trợ công an trong công tác phòng ngừa, phát hiện tội phạm về ma túy. Sự đoàn kết, gắn bó trong các cộng đồng dân cư là một phòng tuyến vững chắc, là sức mạnh vô địch để đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy. Vì vậy, công an huyện là phối hợp với các xã, thị trấn xây dựng mô hình vận động toàn dân tham gia tố giác truy bắt giờ tội phạm ở địa bàn khu dân cư tại 51 ấp, 7 khu phố trên địa bàn huyện. Trưởng ban điều hành của các mô hình là đồng chí trưởng ấp, khu phố, phó trưởng ban thường trực là công an bán chuyên trách, cảnh sát khu vực, thành viên là các đoàn thể ấp, khu phố và tổ trưởng các tổ dân cư tự quản. Thì định kỳ hàng tháng là điều họp một lần, thì qua cuộc họp kịp thời thông báo tình hình an ninh trật tự tại địa phương, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Qua đó cũng kịp thời nắm bắt những cái kiến nghị phản ánh tình hình an ninh trật tự của người dân tại địa phương, từ đó giúp cho lực lượng công an xử lý các vụ việc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương. Dạ vâng, thưa đồng chí và thưa quý vị, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là tập trung phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa và giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư. Thời gian qua thì lực lượng công an huyện đã triển khai và thực hiện nhiệm vụ này như thế nào ạ? Thì hàng năm thì công an huyện có tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện tổ chức phát động phong trào thi đua toàn dân tham gia phòng chống ma túy, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thì phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm đấu tranh kéo giảm các tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng trên địa bàn huyện. Thì để động viên nhân dân tích cực tham gia công tác phòng chống ma túy, thì trong những năm qua thì công an huyện đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương chú trọng làm tốt cái công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia 17 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương. Cụ thể như là mô hình vận động toàn dân tham gia tố giác truy bắt tội phạm ở địa bàn khu dân cư tại 51 ấp, 7 khu phố, mô hình vận động họ Đạo Cao Đài tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại xã Thạnh Tây, Thạnh Bình, Mỏ Công, Trà Vong, mô hình tăng ni Phật tử chùa Phước Hưng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn thị trấn Tân Biên, mô hình vận động đồng bào dân tộc Chăm ấp Thành Thọ, xã Thanh Bình tham gia giữ gìn an ninh trật tự, mô hình vận động đồng bào dân tộc Khmer tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại xã Tân Phong và xã Hòa Hiệp. Với mục tiêu không ngừng nâng cao hiểu biết, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong việc chấp hành chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống ma túy, không thực hiện các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, vận động họ tham gia các hoạt động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, tham gia công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện, cũng như là giúp đỡ người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện ma túy. Thì trong năm 2023, quần chúng nhân dân còn cung cấp cho lực lượng công an là 675 tin báo, trong đó thì có 93 tin báo có liên quan đến ma túy. Qua đó thì công an đã phát hiện bắt giữ 8 vụ 18 đối tượng có hành vi tàn trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đã thử nhanh ma túy là 183 lượt đối tượng, phát hiện 78 lượt đối tượng dương tính, lập hồ sơ xử lý theo quy định. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện trong thời gian qua phát triển rất là mạnh mẽ. Đã xuất hiện nhiều gương quần chúng điển hình mạnh dạn đấu tranh, tố giác, truy bắt về tội phạm. Thì trong năm có 29 quần chúng được giám đốc công an tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng. Thì trong đó có hai quần chúng là có thành tích tố giác tội phạm liên quan đến ma túy. Dạ vâng, ngoài phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thì xin đồng chí có thể chia sẻ thêm về những mô hình mới hay là cách làm hay đã mang lại hiệu quả thiết thực trong tham gia đấu tranh trấn áp tội phạm về ma túy và tệ nạn xã hội ạ? Thì xác định người nghiện ma túy là người bệnh, thì công an huyện đã quan tâm tiến hành nhiều biện pháp nhằm nâng cao cái hiệu quả công tác cai nghiện cho người nghiện ma túy. Điển hình là hàng năm thì công an huyện đều tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thành lập các đoàn công tác, trong đó thì gồm có công an huyện, huyện đoàn, hội phụ nữ và ủy ban các xã, thị trấn, đặc biệt là các em thiếu niên có nguy cơ nghiện và sử dụng ma túy đi thăm gặp tặng quà các học viên đang cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh. Việc thăm gặp thì nhằm động viên các em học viên đang cai nghiện ma túy là hoàn thành tốt việc cai nghiện, từ bỏ hoàn toàn ma túy cũng như là
cho các em có nguy cơ nghiện sử dụng ma túy, thấy được hậu quả tác hại của ma túy để tránh xa tệ nạn ma túy, về tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng về tệ nạn ma túy. Dạ vâng, thưa đồng chí, và để xây dựng, củng cố và nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và cụ thể đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội trong tình hình hiện nay, thì Công an huyện Tân Biên sẽ có những giải pháp cụ thể ra sao ạ? Thì về một số giải pháp thì chỗ Công an huyện tiếp tục hơn nữa là tăng cường cái công tác tuyên truyền, đặc biệt là những phương thức thủ đoạn mới của tội phạm về ma túy, nhằm tuyên truyền đến từng hộ gia đình, từng người dân để trở thành những chiến sĩ trên cái mặt trận phòng chống ma túy tại cơ sở. Thứ hai là phải duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các ban điều hành, các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn hiện có, phát huy vai trò xung kích của lực lượng nòng cốt, đặc biệt là các tổ trưởng, các tổ dân cư tự quản. Ba là phải tăng cường đấu tranh triệt xóa các điểm tụ điểm ma túy trên địa bàn, phải xét xử lưu động các tội phạm về ma túy để mang tính răn đe giáo dục phòng ngừa chung, đồng thời là phải khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Dạ vâng, và tiếp nối chương trình mời quý vị sẽ cùng nhau theo dõi phóng sự ngắn sau đây. Thời gian vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã điều tra triệt phá một ổ nhóm tự điều chế và đưa đi tiêu thụ một loại ma túy mới có tên là nước vui. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng này đã xuất ra thị trường khoảng 750 kg ma túy và người sử dụng chủ yếu là giới trẻ, trong đó có cả các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Các cái đối tượng mà cứ đưa lên trên mạng, trên thì thông tin rằng là chất này chỉ là những chất kích thích mà không phải là chất ma túy. Thực tế bản chất của nó thì nó vẫn là những cái chất mà kích thích và nó có rất là hại đối với này cơ thể người sử dụng, đặc biệt là tác động mạnh vào cái hệ thống thần kinh trung ương cũng như là cái hệ thống tim mạch. Đấy, nhiều cái đối tượng mà đã bị ảnh hưởng rất là trầm trọng đến cái sức khỏe, thậm chí là có cả tử vong. Hiện nay, ma túy tổng hợp ngày càng đa dạng về chủng loại, giá thành rẻ, dễ cất giấu, dễ sử dụng, dễ mang vào trường học và nấp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử. Điều này đòi hỏi các nhà trường cần quan tâm hơn nữa và có những biện pháp nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh. Cùng với việc nâng cao nhận thức, chính quyền nhiều địa phương cũng đã tăng cường các biện pháp kiểm soát các loại thực phẩm bán trước các cổng trường. Những loại không rõ nguồn gốc xuất xứ hay có dấu hiệu bất thường sẽ bị tịch thu và thực hiện giám định theo quy định. Từ đó sẽ có những bước can thiệp kịp thời. Ma túy thế hệ mới có khả năng gây nghiện rất nhanh, đồng thời tàn phá hệ thần kinh trung ương khiến người dùng không điều khiển được hành vi, thường xuyên hoang tưởng. Vì vậy, việc lập rào chắn ngăn ma túy tấn công trường học cần phải được thực hiện thường xuyên liên tục từ cả ba phía, gia đình, nhà trường, các lực lượng chức năng. Có như vậy mới có thể tạo được một môi trường học tập an toàn và yên tâm cho trẻ phát triển. Thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là ma túy đang len lỏi vào đời sống bằng nhiều hình thái khác nhau, ngày càng tinh vi và không thể phủ nhận những tác hại mà ma túy gây ra. Nhằm thực hiện đạt hiệu quả công tác phòng chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã có những kế hoạch cụ thể ra sao và triển khai như thế nào? Đặc biệt, tỉnh Tinh của chúng ta là cửa ngõ giao lưu quốc tế quan trọng giữa Việt Nam và Campuchia và Thái Lan, đồng thời cũng là một đầu mối giao lưu hàng hóa giữa các tỉnh vùng trọng điểm kinh tế phía Nam và các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đồng chí Hoàng Minh An có thể chia sẻ thêm về điều này ạ? Trước tình hình trên, thì Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng đã tham mưu cho tỉnh ủy cũng như là các cái cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Bộ và Bộ Công an để triển khai thực hiện hiệu quả cái chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, các cái phương án nghiệp vụ của Bộ Công an, thực hiện nghiêm túc phương châm của Bộ trưởng Bộ Công an, đó là không đánh khúc giữa và phải bắt cả được dây, nhất là các cái đối tượng cầm đầu, giải quyết một cách mạnh mẽ, không khoan nhượng đối với nguồn cung, giải quyết hiệu quả nguồn cầu trong đấu tranh đối với tội phạm về ma túy. Thì cụ thể là ta sẽ tăng cường cái công tác quản lý nhà nước về phòng chống tội phạm về ma túy, chủ động làm tốt cái công tác nắm, phân tích, dự báo và đánh giá đúng tình hình tội phạm về ma túy, nhất là các khu vực biên giới, cửa khẩu, trên các cái tuyến trọng điểm, và tuyệt đối thì không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, nâng cao cái hiệu quả công tác phối hợp đấu tranh giữa các cái lực lượng chuyên trách về phòng chống ma túy, thường xuyên củng cố các cái hệ thống phòng thủ ma túy trên tuyến biên giới, thông qua việc hoàn thiện và củng cố bộ máy tổ chức
tăng cường lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tại công an các huyện, các xã biên giới, đảm bảo 100% xã biên giới đều bố trí lực lượng chính quy, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như phương tiện kỹ thuật, kinh phí cho lực lượng ma túy trên cái tuyến biên giới, tăng cường đổi mới về cách thức tuyên truyền, tập trung vận động quần chúng nâng cao các nhận thức pháp luật để tham gia đấu tranh tội phạm về ma túy cho người dân trên tuyến biên giới, đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung chú trọng xác lập các cái chuyên án để đấu tranh và các chuyên án chung đối với các lực lượng phối hợp để đấu tranh đối với tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới, như phối hợp với Campuchia trong việc bắt giữ các cái đối tượng cầm đầu, các cái đường dây đang lẩn trốn ở bên kia biên giới, từ đó giải quyết triệt để cái nguồn cung ma túy trên địa bàn. Đồng thời trong nội địa thì lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng sẽ tăng cường giải quyết các cái điểm, các cái tụ điểm phức tạp về ma túy, đặc biệt là hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cái cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm soát tình hình người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, áp dụng các cái biện pháp cai nghiện, giảm số lượng người nghiện ở bên ngoài xã hội, từ đó giải quyết có hiệu quả nguồn cầu về ma túy trên địa bàn. Ngoài ra thì tiếp tục thúc đẩy công tác phối hợp trao đổi thông tin, tổ chức hội nghị giao ban, học tập kinh nghiệm với các cái tỉnh đối biên của Campuchia. Trong năm 2023 thì công an tỉnh cũng đã ký kết thành công biên bản phối hợp giữa các lực lượng văn phòng liên lạc qua biên giới, gọi tắt là BLO của tỉnh Tây Ninh, và văn phòng liên lạc qua biên giới BLO của tỉnh Siberia, Tebon Khmum của Vương quốc Campuchia, thì tạo điều kiện phát triển mới trong cái việc hợp tác đấu tranh đối với tội phạm về ma túy trên khu vực biên giới. Dạ vâng, vậy thì để nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc tham gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đặc biệt là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, lực lượng công an Tây Ninh đã có những kế hoạch cụ thể như thế nào để cùng nhau làm tốt công tác này ngày càng đi vào chiều sâu và cùng nhau lan tỏa hơn nữa ạ? Với vai trò là thường trực ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của tỉnh Tây Ninh, thì công an tỉnh cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiều nội dung chương trình kế hoạch, chỉ đạo các cái sở ban ngành là thành viên của ban chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy. Thì hàng năm công an tỉnh cũng đã chỉ đạo việc tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh triển khai các cái đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong các cái dịp lễ Tết Nguyên Đán, trong tháng hành động phòng chống ma túy, và huy động lực lượng sức mạnh của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh để thực hiện, đồng thời tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả luật phòng chống ma túy năm 2021 và trên địa bàn tỉnh, và tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả của công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Dạ vâng, xin được cảm ơn đồng chí Hoàng Minh An. Và thưa quý vị khán giả, công an tỉnh đã có kế hoạch thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp toàn diện các loại tội phạm từ nay đến hết Tết Nguyên Đán. Vậy thì riêng đối với lực lượng công an huyện Tân Biên đã cụ thể hóa kế hoạch này và triển khai như thế nào, thưa thiếu tá Hoàng Bảo Trung? Thì căn cứ vào cái kế hoạch của công an tỉnh, thì công an huyện đã chủ động tham mưu cho huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành, các cấp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Thì ngoài ra thì công an huyện đã xây dựng kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm trong cái dịp Tết Nguyên Đán năm 2024, đã phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ chiến sĩ công an huyện đăng ký các chỉ tiêu để thực hiện. Thì ngay từ ngày đầu ra quân thì công an huyện đã tổ chức buổi ra quân diễu hành trên các tuyến đường trong địa bàn để hưởng ứng cái việc cao điểm này. Thì lực lượng công an huyện đã đấu tranh triệt xóa một cái điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn, nó góp phần răn đe đối với các đối tượng đang vi phạm pháp luật cũng như là các đối tượng có ý định vi phạm pháp luật trong thời gian tới nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Dạ vâng, xin được cảm ơn đồng chí. Và thưa quý vị khán giả, để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bên cạnh những nỗ lực trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm của các lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng công an, thì rất cần có sự chung tay của toàn dân và trước tiên nâng cao ý thức của mỗi công dân, từ đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm cộng đồng để mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Trung tá Hoàng Minh An, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh.
và xin được cảm ơn Thiếu tá Hoàng Bảo Trung, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Tân Biên đã đồng hành cùng với chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Chương trình tọa đàm tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.